Nick with my best friends. We start to plan what we will do. Now life's back in color and everything's feeling brand new. Hello, buongiorno tutti, benvenuto mi canale. Xin chào các bạn, xin clip của mình. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay là Linh trưởng về lại Padova rồi này. Đấy, Linh trưởng đang đi trên đường để về lại Padova. Nhưng mà hôm nay chúng mình quyết định lên Milan để chơi nốt và đi săn Black Friday. Mặc dù mua tiền nhưng mà vẫn phải đi săn Black Friday. Giờ đang đi ra bến tàu từ Bergamo để đi lên Milan này. Bọn mình đã bị lỡ với một cái tàu rồi vì hôm nay chuẩn bị quá lâu. Tất cả là tại vì con mụ này đây. Đấy, bây giờ đang mua vé còn chưa mua được vé đây. À đấy, mua rồi. Xong sáng sớm cáu kỉnh. Đấy, và đi xuống Milan cùng với mình nha. Mọi người ơi, vừa đến Milan thì tự dưng có quả cháy ô tô. Mọi cháy người nhà, nhìn thấy khói nhà. Không? Bây giờ mình sẽ đi bộ ra cái chỗ ăn sushi đây. Và có một quả cháy hết hồn này. Nhưng không ai kê và ai cũng được quay video. Trời rất là đẹp. Đây, đây là cái tòa nhà đằng sau đây này. Đấy, đây chính là tòa nhà mà mình quên mẹ tên là gì rồi. Đây là tòa nhà toàn là người nổi tiếng sống ở đây này. Gồm cả Chiara Ferragni. Và đây là tòa nhà rất là hot ở Milan. Nếu mọi người đến Milan hãy check it out tòa nhà này nhá. Vì là nó gọi là tòa nhà cây xanh. Vì chung cư mà vẫn được kiểu đan sole nhà rồi cây. Tất cả mọi người, hôm nay mình lại đi ăn sushi và bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người nom. Cho ta sốt ngọt đấy. Mình vừa ăn xong một đống sushi rồi đây. Là ở Ý là có cái kiểu sushi all you can eat là tầm khoảng 15-17 euro ăn buổi trưa, buổi tối là 23-25 euro ăn buổi trưa. Mọi người có thể order all you can eat tùy thích, nếu mà không ăn hết sẽ bị phạt mất 5 euro. Nhưng mà sashimi thì rất là limited và mình vừa quay cho mọi người đấy. Nếu mọi người đến Milan mọi người có thể, hoặc đến Ý thì mọi người có thể ăn sushi thoải mái. Mình rất thích ăn sushi. Và bây giờ bọn mình chuẩn bị đi ra Duomo di Milano. Bọn mình đang ở dọc phố mua sắm này mọi người này. Đây dọc phố mua sắm hàng high-end của Milan này. Và có Cartier này. Vừa đi qua Balenciaga X Gucci Collection mới này. Gì nữa nhỉ? Vừa đi qua cả Bottega Veneta này. Là vương triều màu xanh của Daniel Lee. Trong khi vừa thay Creative Director rồi này. Đây Hermes. Các thứ nói chung là đây brand gì có hết. Nếu mọi người có tiền thì sang đây mua sắm là đỉnh. Rất đỉnh. Nhưng mình tí nữa chỉ ra dọc Zara, Mango, Bershka, Pull&Bear thôi. Đây là một con view quen thuộc, đó chính là Duomo di Milano. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Ta-da!
Và giờ mình lại ra đi mua sắm tiếp, vừa đi mua sắm xong. Rồi thì đợt này đang chuẩn bị sale cho Black Friday nên là đi mua sắm để gửi đồ về nhà một tí. Và mới đi từ mấy giờ, mới đi từ 1 giờ chiều đến bây giờ mà trời đã tối rồi này, bắt đầu tối rồi này. Đây và chỗ này lại là năm ngoái, nếu mọi người xem vlog Christmas của mình thì chỗ này năm ngoái này. Đấy, nó ánh sáng. Đây năm nay Christmas nó lại lên, nó lại có cái chỗ quay sáng. Tí nữa mà trời nó xuống tối nó lại là đẹp dã man con ngan luôn. Nhưng mà giờ lại là tiếp kiểu routine ở Milan thì chỉ có xung quanh chỉ có thế này thôi. Đi mua sắm này vì đang cần mua một ít đồ make up và chuẩn bị ra lại dắt bạn ra cái Starbucks Roastery ở đây để uống cà phê vì ở đây có một cái đấy để ngồi uống cà phê thôi. Xung quanh cái đoạn này cà phê khá là đắt nên là cái đấy là cái optimal choice, là lựa chọn tốt nhất. Thật là may mắn khi mà hôm nay đi đúng ngày trời nắng, trước đi mà ngày trời mưa như kiểu buổi sáng mà mọi người nhìn thấy mình quay kiểu mặt đen xì chắc chết. Ở đây có mấy cái scam mà mọi người cần phải chú ý, đó chính là cho chim ăn này. Đứa nào mà ra đưa ngô vào tay mọi người rồi cho chim ăn là đừng ăn nhá. Và buộc vòng tay, là có đứa nào ra buộc vòng tay mọi người đừng có mà mua. Đừng có mua, dù nó có ép thì cũng đừng có mua. Chạy ra cảnh sát, xung quanh này đầy cảnh sát đấy. Nếu chạy ra thì ôi dồi ôi, là bắt vào cảnh sát là thôi xong luôn, chúng nó không làm gì được luôn. Nên là với cả chụp ảnh nữa, bây giờ iPhone có rồi nên là đừng có theo chúng nó mà chụp ảnh. Đừng có mà nghe lời chúng nó mà chụp mấy cái ảnh photograph như kiểu ngày xưa mình hay ra biển mình chụp ảnh á. Đấy thì vòng tay, ngô và tay để bắt chim ý, không có là chúng nó lừa của mọi người, chúng nó vòi tiền đấy. Nếu mà mọi người có dính và những cái như thế thì cũng chạy đi, chúng nó không làm gì được đâu vì chúng nó làm phạm pháp mà, nên là cứ chạy đi chả sợ gì đâu. Nên là nhớ check note nha. Mình không muốn vào đây đâu, nhưng mà Linh trưởng chưa vào đây một lần nào cả nên là mình lại dắt mọi người mỗi lần khi mà mọi người lên Milan là lại phải vào Starbucks Roastery. Giờ đã đến lúc về rồi và bây giờ là 7 giờ hơn rồi, bạn mình đã về hết rồi, Linh trưởng về rồi, chị Giang về rồi và bây giờ mình đang ở đoạn này khá là đẹp nên là quay nốt để chào mọi người rồi về Bergamo rồi chuẩn bị cho chuyến đi Budapest. Tụi mình đang quay thằng chỉnh xe nó ra chỉnh trời đụng đấy. Thế là thôi, nốt cái này là gì nhỉ? Nốt cái này là thôi đi về rồi và chuẩn bị cho chuyến đi Budapest sắp tới rồi. Và hẹn gặp lại mọi người ở Budapest hoặc Bergamo. Bergamo về Bergamo quay nốt cái outro rồi chuẩn bị chuyến đi cho Budapest nha. Định ăn ở ngoài nhưng mà thực ra mình chán, quá chán pasta với pizza và ở đây đồ trưa nay vừa đi ăn sushi rồi nên là chán. Ok, see ya. Buongiorno tutti, benvenuto mi canale. Xin chào tất cả các clip của mình, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và tiếp nối the series đi du lịch này thì mình đã rời Bergamo và bây giờ mình đang trên đường đi sang Budapest. Yeah. Và bây giờ mọi người sẽ đi cùng với mình nha. Mình dậy từ mấy giờ? Mình dậy từ 7 rưỡi và hôm nay bây giờ 8 rưỡi rồi. Mình đang đi bộ ra bến tàu để bắt xe buýt để đi ra Bergamo. Cho mọi người nhìn nốt cái view này một lần nữa nha. Mặc dù cũng chả có gì lắm, lúc ấy view ở trên nhà bạn mình thì ok la hơn và bây giờ thì cũng không còn gì nữa rồi, nhưng mà mọi người đi cùng mình nhé. In
Có găng tay rồi thì lúc nãy là mình kiểu mải ngắm trời ngắm đất và đã nói chung là quên xuống bến bus xuống một bến nên là đã bị lỡ bus và bây giờ phải đi qua một cái bến khác rồi bây giờ phải đi bộ ngược lại đấy. Thế là bây giờ vào tự dưng qua một cái park này rất là đẹp thì quay cho mọi người luôn và làm intro cho mọi người luôn. Đây cái park ở đây, mình không biết cái park này là cái park gì đâu nhưng mà mình đi qua rất là đẹp. Mình chưa ngấm được cái đẹp của Đông Âu lắm, từ từ vì mình đang vừa ý với cả mình quen ở Pháp ấy nên là phải mất một thêm một thời gian nữa mà mấy tiếng nữa thì mình mới ngấm được cái đẹp của Đông Âu vì hôm nay trời nó lạnh và nó cổ quá à. Đó là na ná giống Paris ấy, thì như mà mình đọc trên mạng thì nó bảo là đây là Paris của Đông Âu, thì mình thấy là cái thiết kế giống thật mix với cả ở bên Đức nữa, hơi mấy cái nền gạch hơi mix giữa Đức với Pháp. Thôi bây giờ về khách sạn đã rồi tính tiếp nha, đói quá bây giờ phải đi ăn sang đây ăn đồ Việt. In this place I can focus on these sweet little moments.